Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình để tiếp tục với cái series những cập nhật mới của ngày thứ năm Hôm nay lúc bắt đầu vào bản tiếng Trung thì cũng đã có cái sự thay đổi về hình ảnh rồi. Bản tiếng Trung đã chính thức bước sang năm thứ tư và ngày mai sẽ bắt đầu cái chuỗi sự kiện à, mừng sinh nhật. Và bây giờ mãi mới vào được game này. Và hôm nay đã chính thức mở, đó chính là cái dung hợp của S tiếp theo. YQ Ram. Ồ, wow, bây giờ thật thay đổi vào, nhìn đẹp hẳn lên luôn so với cả cái server test này. Lúc này thì chỉ có thể đổi được đó là con White trước đã, còn ở đây ZROM đang bị khóa Có thể đến cuối tháng uh, Cuối năm nay, tháng 10 Thì sẽ mở thêm đó là Black Kyurem White thì thiên về phòng thủ Còn Black Kyurem chắc là thiên về tấn công rồi Cũng chưa mở Mở lại có con Mega Blaziken này Đây một quả dung hợp nhìn Nó khác biệt hơn hẳn này Đây, điều kiện dung hợp đây Mình sẽ cần phải có đó là con Kyurem 12 sao Tạch Reshiram 8 sao, tạch Uh, hiện tại bây giờ cái phôi này mình đã có 50 trên 70 rồi. Cái phôi này là phôi của con Qrem Thì có thể sử dụng uh, hệ rồng Hoặc là hệ băng để có thể là nâng cấp lên được này. Mình đang có sẵn một vài con rồi. Tính ra là trong vòng khoảng, khoảng 3 ngày. Thì mình có thể uh, có được con yq này. Với tính năng dung hợp. Mình vẫn đang đỏ cũng chát ra phết đấy. Thì đây chính là S cộng, uh, s mới yq -RAM. Và đợt này mở hình ảnh yq đây. Nhìn đẹp này. Và ngày mai bắt đầu cái chuỗi sự kiện uh, sinh nhật lần thứ tư của game Thì cũng sẽ có được một bộ S các bạn có thể lấy được trong cái sự kiện này Đó chính là con Regi Drago tổng chỉ số 580 Máu cực kỳ cao 200 trăm uh, Dòng cuối thì cộng tỷ bảo kích à Đây là một con thuộc dạng tấn công à Ngày mai thì cũng sẽ thế, có thể lấy được nó trong server test lúc này thì uh, met đã vào nâng cấp lên con YQ RAM lên 2 triệu 2, 2 lực chiến rồi và Bắt đầu với cái thời kỳ tim dòng của con Alan Mega X Mega Rayquaza Bộ 3 tim dòng rồi này Thêm một con hệ băng nữa Đó là con uh, idkrex vừa băng vừa lửa Và chúng ta sẽ cùng ngó đó là hình ảnh tuyệt kỹ của YQ RAM một cập nhật kế tiếp đó là một pokemon bậc s à, khi ra mắt xong thì là cũng sẽ có s cũ là có một cái skin và cái skin lượt này đó là dành cho Mega mewtwo ý. cái skin theo uh, kiểu mà du hành không gian đấy nhìn trông nó yểu điệu hơn một tí cái skin này thì cộng thêm song năm phần trăm song công năm phần trăm sát thương đòn tuyệt kỹ này đây hình ảnh đây nhìn trông nữ tính hẳn lên Nói chung là với Mega Mochui thì theo kiểu nhẹ nhàng Còn Mega Trích là cái kiểu ngầu ngầu hơn Đây chính là hình ảnh skill của Mega Mochui này Nhìn cũng chất ra phết đấy Và thêm một Pokemon bậc S nữa Cũng có thêm cái skin Đó chính là con uh, Sukichi Sukichi thì có cái skin này đây người ngoài hành tinh đi nhìn rất rất là buồn cười luôn cộng thêm hai phần trăm công đặc biệt với một phần trăm tỷ đậu kích đánh đàn à đây chính là skin mới bậc S sẽ lấy được ở trong cái sự kiện ngày mai sinh nhật và không thể thiếu đó là một nhân vật cũng sẽ lấy được ở trong cái sự kiện sinh nhật à, cũng là lấy miễn phí thôi và đây chính là con à, một nhân vật mới đây Rico nhân vật này đây sẽ cộng thêm 1% máu cho toàn bộ Pokemon Khi các bạn sở hữu Và kèm theo là Trong trận đấu Thì nó sẽ tăng thêm một 1% Cái sát thương của công đặc biệt Với cả 1% tỷ lệ Kháng bạo kích Thì đây chính là nhân vật Sẽ có trong cái sự kiện sinh nhật ngày mai Sẽ dùng cái điểm sinh nhật để đổi Và ngày hôm nay thì cũng chưa biết là có mở ra thêm Đó là cái chuyển sao lần nữa không Chắc là bắt đầu ngày mai Mới có cái chuyển sao Thì Hy vọng thế để còn đổi từ con uh, Kyurem uh, 12 sao từ con Songa Leo sang. Và tiếp theo nữa mình cũng có thể là sẽ đổi. Đó là từ con Zep uh, uh, Necroma này sang con uh, Alan Char X để chơi với cả cái team rồng uh, Ngày ngày mai là bản tiếng chung sẽ là cái sự kiện nạp để lấy cái bảo vật vàng mới dành cho con Alan Char X này. Đây chính là bảo vật vàng của nó. Ờ, chính là cái vòng cổ của nó đây. Ờ, tăng thêm 15% công vật lý, 8% tiểu kích và kèm theo là những cái hiệu ứng này nữa. Tuần này thì ở bản tiếng chung uh, mở cái uh, cái ải phiêu lưu ờ 3 d này giới hạn uh, vô tận dành cho những server từ 1 cho đến 5 và có thể tuần tuần sau là bắt đầu cái ez 3 d này dành cho toàn bộ các server khác ai vô tận này thì hiện tại phần thưởng của nó sẽ là như thế này bạn lên được điểm cao nhất thì bạn sẽ nhận được thêm đó là 100 kim cương hiện tại thì chưa mở và đợt này cũng chỉnh sửa lại skill của một số pokemon bậc SS à, ví dụ như là con Mega Mewtwo à, sửa quá là nhiều lần luôn đợt này chỉnh sửa cho nó sát thương gây ra nó cũng sẽ cao hơn sửa cả con uh, Raymond tuy nhiên là cũng không phải đáng kể chủ yếu là sửa cái phần uh, giải khống chế của nó thôi và kèm theo sửa cả Victini nữa Đó là giảm bớt đi những cái hiệu quả Đến từ cái um, miễn nhiễm đóng băng Với cả uh, lửa dành cho những con bên bạn này Kiểu dạng như là nó chỉ miễn nhiễm Với cả đóng băng loại uh, cấp 1, cấp 2 thôi Còn đâu với IQRAM Với cả một số hệ băng loại cấp 3 Chẳng hạn này thì không lại miễn nhiễm được luôn Một cập nhật kế tiếp Đó là cái gói quà VIP uh, Gói quà VIP này Thì uh, bây giờ ở cái mốc đó là VIP 7 uh, Nó cũng sẽ có mở các bạn sẽ mua được đó là một cái dương chọn bậc S cộng như thế này với giá đó là 2280 kim cương và kèm theo đó là mốc vip 10 vip 10 cũng sẽ có thêm một cái để chọn bậc S cộng nữa như thế này à, coi như là hai con luôn với giá đó 3.080 kim cương thì chờ đó là reset lại cái gói vip này thì mình có thể mua lại được rồi này và tiếp theo nữa là gói vip 16 Cũng đã điều chỉnh để có thêm một số bậc S cộng mới ở trong cái gói này. 22.880 kim cương này. Mua được hai con S cộng này. Và gói VIP 19. Thì thực ra là mình chưa lên được VIP 19 do nó cũng không thể xem được này. Và kèm theo gói VIP 16 thì nó sẽ có thêm, đó là tặng thêm 240 mảnh vạn năng đỏ nữa. Thì đây chính là cái cập nhật mới về cái, cái gói VIP. Còn... Hôm nay thì cũng cập nhật thì cũng sẽ có kèm thêm ở đây Việc mình đã mua cái gói VIP đấy rồi Thế nên là bây giờ cũng được tặng thêm luôn này VIP 14 đây thì được tặng thêm như cái này Quá là ngon luôn Đang thiếu uh, một số bậc S cộng để có thể nâng Thì bây giờ lại có thêm hai cái món này rồi Ok, vậy là đợt này thì mình cũng đã chuẩn bị đồ để có thể lên được YQRAM rồi Không biết là cứ đợi ngày mai đã xem có chuyển sang vĩnh viễn không thì bắt đầu hãng đổi còn uh, nếu mà có thì thì tốt đỡ tốn mảnh và đang đỏ còn nếu không có thì mình vẫn có thể lên được con IQOUM này trong vòng ba ngày tới và với việc có thêm đó là con IQOUM này rồi thì cũng sẽ có một cái khung của nó đây cái khung này thì chắc ngày mai sẽ mới được mở ra và khi bạn lên được IQOUM thì bạn sẽ có được cái khung này miễn phí và kèm theo là có một cái khung dành cho cái dịp sinh nhật ngày mai cũng sẽ lên được đây Happy Birthday chúng ta sẽ cùng chờ đón cái sự kiện sinh nhật ngày mai ở bản tiếng Trung. Và tiếp theo, S cộng sẽ ra mắt sau con Alan Mega Trang X này vào 5 tuần tới. Ở 4 tuần thôi, còn lại 4 tuần thôi thì sẽ là cái con Shiny Mega Aboma Snow, một dạng shiny của con này Nhưng mà con này tổng chỉ số 594 Vậy nên là đây sẽ là Một con Tổng chỉ số dưới 600 thứ hai Có thể lên được bậc S này ở à, bậc S cộng này và đây sẽ là một con thuộc dạng tấn công với khả năng đó tạo ra hiệu ứng thời tiết này và gây ra khống chế. Chúng ta sẽ cùng chờ xem đó là con này nó xuất hiện. Nó sẽ đem lại cho cái team băng thêm một con S cộng mới. Truyền qua bản tiếng Anh, bản tiếng Anh cũng đã chính thức đó là cập nhật cái tăng tốc độ rồi này. Bây giờ bạn sẽ không cần thiết phải sử dụng đó là cái phần mềm X8 Speeder nữa. Và... và các bạn sẽ nhận được phần quà khi tải Ngày mai thì bản tiếng Anh sẽ là cái sự kiện Gachapon và đến tuần sau sẽ là S cộng mới Magenta rồi. Bắt đầu cái thời kỳ mà cũng như kiểu tiết ái lại nhây 20 lượt với cả con Magenta này. Ngày mai thì cũng sẽ có một cái sự kiện Red Draw phụ giữa Man Metro với cả Kyurem. Và cũng sẽ mở bán đó là cái skin của Man metro này. Ngày mai cũng có mèo thần tài.